Thì sao mà về khoe với người ta? Đông quá trời luôn. Alo, cầu quá tải cái khách như hồ cái này. Bên trước toàn làm vòng xoay. Alo, cầu đang quá tải quý khách đi bộ theo hướng này. Alo, cầu quá tải quý khách đi bộ theo hướng này. Cầu đang quá tải. Phía đâu ạ? Không, mọi người đâu rồi? Lan ơi! Rồi! Đi, từ từ đi. Alo, quý khách đi bộ hướng này, cầu đang quá tải ạ. Cẩn thận tiền bạc nhé. Tiền đi cẩn thận kia. Alo. Cái này đúng chưa? Quá trời đông. Đấy, đi trước rồi. Đi rồi á? Sao mà dám phải kéo lại? Cầu phao. Wow. Đúng là quá tải thật. Ghê quá. Nguy hiểm đấy. Đây là cầu phao thiết kế để đi ít người, số lượng người quá nhiều người đi. Ghê chưa? Lăng ngang. Say rồi, say rồi. Say thật quá. Thank you.
đi lắc ghê vào đây, đỡ đỡ lắc này. Đã biết. Các bác di chuyển sang nhà ba tầng và mua vé và đi luôn ở đó. Bên tàu ở nhà bên nhà bay ba tầng. Đâu đây, đâu đây? Xuyên qua chỗ đèn rào phải, phố cổ đèn rào phải. Xuyên ra lấy rồi đi lên nhà ba tầng. Ở đây mất rất nhiều đấy. Đâu rồi? Xin chào mọi người nhé. Mình đang có mặt tại Tam Trúc và mình vừa đi qua cái cầu phao kia. Nhưng mà hôm nay cái mật độ khách tham quan chùa rất là đông. Đi cảm giác hơi ghê. Chắc là khi mà thiết kế cái cầu này thì người ta cũng tính cái tải trọng rồi, chắc là an toàn, nhưng mà đi nó vẫn cứ bồng bềnh, cảm giác rất là phê nhé. Từng dòng người nối nhau vào để vãn cảnh chùa Tam Trúc. Hôm nay là chủ nhật. Đây là non nước rất hữu tình nhé, tương đối đông. Đấy, đi qua cầu phao, sau đó là khách đi lên trên bờ này và vào qua một cái khu cổng ở đây để vào chuẩn bị mua vé vào chùa nhé. Từng đoàn người vẫn tiếp tục hình hàng dài để đi vào vãn cảnh chùa.